Chào em. Đi làm cái gì hả? Làm mới về. Đóng cửa rồi hả? Rồi. Rồi hổng gà vẫn đi làm điều đúng không? Có, em làm điều. Rồi bữa hổm em không có nhà, tại em đi tới 9-10 giờ mới về đó. À. Thì cũng ghé lại thì thấy anh ngủ rồi nên em cũng không có làm phiền, để cho anh ngủ để có giấc ngủ đi làm. À. Thì bữa hổm là ông thầu, em cứ điện ông thầu điện lời cho em là phát lương danh đúng không? Phát lương. Rồi phát lương nhiêu? 1.500.000. Thì 1.500.000 hả? Ừ. Rồi xài hết nhiêu rồi? Xài hết Rồi lãnh được nhiêu đâu móc ra gửi em không? Gửi. Hồi để đó thì hồi gửi. Bây giờ là anh xài hết nhiêu nãy? 300 hả? 300. 300 mà vậy là gửi 1 triệu thì sao, còn giữ 200 để xài đúng không? Dạ. Rồi một chút gửi 1 triệu. Là bữa hổm số tiền là anh gửi cho em là 1.300.000. 1.300.000. Đúng không? Ừ. 1.300.000 với cái này 1.000.000 là 2.300.000, nhưng bữa hổm anh lấy lại 200 rồi, rồi còn 2.100.000 nữa nha. Rồi. Cái gì phải công khai đàng hoàng à. Rồi. Chứ tiền bạc mà công người ta suy nghĩ em này nọ ha. Rồi. Rồi ngày hôm nay thì cũng có linh kiện bên của Lucy gửi gì à? Dạ. Là phần quà cho anh là cái đồng hồ nè, rồi tai nghe không dây. Dạ. Rồi những cái thứ những cái món đồ khác nữa, nhưng mà nói chung là cũng chưa có đến nhưng nên cũng chưa biết. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng có bên bưu phẩm có gọi lại rồi. À. Có gọi là em hồi trưa, nhưng mà rồi cuối cùng nói là chiều mới chạy lại tới gửi, nhưng mà giờ này chưa thấy gọi. À. Thì em mới gọi đi á. Em mới gọi đi thì bưu phẩm có nói là bữa nay là bên bưu phẩm có cúp cái gì, cúp điện cúp cái gì đó. À. Nên không lấy được thì phải ngày mai. Ngày mai mới đem đồ qua. À. Thì ngày mai anh đi làm thì anh tranh thủ về sớm. Yeah. Rồi anh em mình khui quà. Yeah. Ha. Rồi. Rồi một chút nữa thì cái chìa khóa nhà đó thì gửi đưa lại cho em, hổm gà em cũng quên. À. Đưa cho Lý Tân, rồi nhiều khi có anh em bà con của anh nó muốn vô nhà để lấy xe đạp của anh á, cất lên cho nó để gọn gàng, chỉ để đó nhiều khi nước ngập rồi nó hư. À, đúng không? Đúng rồi. Thì bữa hổm thì cô Lucy á là cũng mua cho anh một cái điện thoại rồi, có nghĩa là cái điện thoại cũ của anh á là bữa hổm anh tự làm, anh tự mua 1.000.000 đó. À. Thì cái RAM nó ít quá, nó không tải được cái Viber. Đúng rồi. Nên cô Lucy mới gửi thêm tiền cho là 800.000 để mà đổi lại cái điện thoại nó có RAM cao hơn để tải Viber á. Yeah. Cho nó dễ. Nhiều khi cô Lucy cũng muốn là điện cho anh để hỏi thăm anh sức khỏe rồi làm ăn như thế nào, rồi cũng động viên anh để cho anh làm ăn á. Yeah. Mà gọi bằng số thì nó tốn tiền phí quá, nên cũng muốn gọi bằng Viber cho nó không có tốn tiền. Yeah. Nên cô bắt buộc rồi cô phải gửi cho thêm 800 để đổi cái máy đó. Yeah. Bữa họ mua cho anh xài rồi đó, đâu cái máy đâu rồi? Máy này nè. Đâu? Đây. Rồi em chỉ cho anh cái vụ Viber này ha. Rồi. Nè. Anh vuốt lên vậy nè. Anh bấm vô cho màu tím tím nè. Rồi. Nha. Rồi. Anh tím cho này nè, bấm vô đây. Đó, rồi bắt đầu hiện lên. Đây nè. Ờ, à, đó, anh biết rồi đó. Rồi đây điện cho cô. Nhiều khi mà nhưng mà đừng có điện, nhiều khi anh điện cô đang làm mất công làm phiền cô. Hiểu không? Rồi. Tôi biết là vậy, là biết điện cho cô lâu lâu thế điện hỏi thăm cô chứ. Biết rồi. Dù sao cô là từng giúp cho anh rất là nhiều. Đúng rồi. Nè giúp cho anh nè, nồi cơm điện nè, quạt nè, rồi bếp ga, bình ga, rồi xe đạp, gỡ giúp anh rất là nhiều. Nhiều. Ừ, rồi nào là tiền, rồi nào là gửi quà, gửi đồ giùm luôn hết trơn á. Ừ. Rồi bữa hổm cũng gửi tiền vô giúp để anh đổi lại cái điện thoại nữa đó. À. Thấy không? Nhiều lắm. Thì thôi anh cảm ơn cô Lucy đi, rồi chúc cho cô sức khỏe vậy đó. À. Con cảm ơn cô Lucy. Chúc cô dồi dào sức khỏe. Ăn ngon ngủ ngon. Ừ. Thì dạ thưa cô Lucy thì cũng thông cảm. Thưa cô chú anh chị khán giả cũng thông cảm, tại anh Khanh á thì lúc trước thì cũng nói nhiều lắm. Nhưng mà lúc này về đây thì nói chung là về cái nghiêm chỉnh khắc khe không vô nhậu nhạc bê tha đó, thì nói chung cũng ít nói, thì cô chú anh chị cũng thông cảm nhiều khi. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu, cũng đi làm rồi về cái tắm rửa rồi cũng chưa ăn cơm nữa. Chưa ăn. Chưa ăn cơm đúng không? Chưa. Ừ. Rồi nhiều khi buồn chiều đó. Ừ. Thì qua chỗ anh Hai dịch nè, hai anh em cà phê, nhưng mà nhớ tuyệt đối nha. Bữa cơm là chỉ có một xị rượu thôi chứ không được nhiều nghe chưa? Xị à. Em nói sao là vậy đó. Rồi. Để làm sao phải không? Có đủ sức khỏe để đi làm. Cái căn bệnh của anh uống nhiều quá, bắt đầu rồi nó giật dây giật gì đó rồi nó mất công rồi nó không có được tốt mấy.
ha. Đúng rồi. Rồi bữa nay đi làm có gì vui không? Thì ở nay phụ đổ mấy cái đà đó. Ừ. Rồi đẩy hồ rồi cho anh ta làm không à, mình không có làm. Vậy là đẩy hồ cho anh ta làm chứ anh không có làm đúng không? Thầu không cho làm, thầu nó đẩy hồ thôi, khỏi làm đâu. Ừ, thế nói chung được thầu thương vậy đó, rồi mình cố gắng lên. Ừ. Chưa có bao giờ mà em nói anh nghe, chưa có bao giờ mà mình đi làm mà để cho người ta thương mến mình như vậy đâu. Đúng rồi. Nếu mà được người ta thương mến như vậy là mình phải cố gắng, rồi hơn nữa xài tiền là phải tiết kiệm vô nha. Tiết kiệm lại. Hà tặng hà tiện lợi chứ không phải xài phung xài phí như vậy được. Rồi, hứa. Ừ. Biết sao không? Tiền em giữ cho anh á, là em để giữ ở đó. Sau này anh có làm xong rồi bắt đầu anh có gì hay là đi lên vợ con anh gì đó có số tiền để mình bỏ túi. Đúng rồi. Nếu mà không ấy thì mình mua một chỉ hai chỉ để bên đeo để mình có tài sản riêng của mình. Đúng rồi. Rồi em thấy anh lúc này anh cũng chuẩn rồi đó, không phải lúc nào mới có em đâu nha. Rồi. Mình phải cố gắng mình sống, tại vì anh cũng lớn rồi đó, còn nhỏ nữa đâu, cũng có vợ rồi, cũng có con sắp thành vui xui rồi đó. Ừ. Làm cái gì là mình cũng phải làm suy nghĩ mình có nên làm hay không, đúng không? Đúng đúng. Rồi hơn nữa chỗ này em nói anh nghe, anh phải cố gắng tạo tầng lên, phải làm ăn phải dư giả. Đi về quê nhiều khi á, áo quần đẹp đẽ tôm tất, đồ đạc có, xe cộ có, vàng dòng có, thì lúc đó người ta mới nhìn mình bằng một cặp mắt khác. Đúng rồi. Chứ còn anh đi lên như vậy rồi đi về cũng như vậy thì anh vẫn là như vậy, đúng không? Đúng rồi. Hơn nữa không lẽ anh tính ở đây với em suốt đời, anh cũng phải có gia đình riêng, đúng không? Đúng. Rồi thí dụ như buồn với chiều với đi làm về sớm rồi tắm rửa ăn cơm xong đó. Ừ. Thì cảm thấy mà ấy thì kêu anh hai chở đi, kêu điện cho chị với số đó ra rồi uống cà phê tâm sự nói chuyện. Ừ. Nhưng mà anh hai cũng ngồi xa xa nghe, nhiều khi kỳ đà cạn mũi người ta tôi không có biết đâu nha. Ừ, đó giờ là đưa cho anh nói chuyện riêng không, đâu có ngồi kế đâu, thấy rõ ràng không, không có ghi hình luôn. Ừ, cái đó là mình tôn trọng người ta, tại vì khi người ta tâm sự tới tình cảm người ta không thích ghi hình sao. Hai anh em đi mà bắt ổng ngọn gốc, mình ngọn gốc. Ừ. Rồi về bắt về. Rồi anh Khanh, thí dụ như mà anh tâm sự với chị bán vé số mà tụi em đi ghi hình được không? Được, đâu có gì đâu. Nhưng mà anh thì được rồi, chị vé số kìa. Nhiều khi người ta con gái người ta ngại sao? Cũng... bữa cũng cho mà, cho ghi hình mà. Cho không? Cho nè. Cái đó là em quay tình cờ thôi chứ không phải là cho. Anh phải nói với người ta làm sao để anh em ghi. Anh phải nói. Rồi mai mốt mà có đi uống cà phê gặp người ta thì hỏi người ta cho cụ thể vô. Đúng. Mình là người đàn ông mình chủ động đi ông nội. Họ hỏi đàng hoàng. Ừ, hỏi bây giờ em sao, nhà cửa thế nào, thí dụ như anh mà đến với em rồi anh ở nhà em có được không, hai vợ chồng mình bắt tay rồi mình gặp nhau thì hai người làm ăn. Ừ. Không, em đi bán vé số anh đi bằng hồ. Đúng rồi. Đó thì mọi người đều có một cơ sở làm. Để mai mốt có đi uống đủ hai giờ đi rồi uống rồi gặp về hỏi. Ừ. Rồi sao anh tính sao? Em tính là ngày 24, 26 này, 24, 25 này là mình lên Sài Gòn á, thăm con anh á. À. Thì sao anh thấy sao? Năm mấy rồi? Bữa nay hình như mùng 5 mà gì đó đó. Thì còn lâu mà. Mùng 5 thì còn có 25, 26. 25, 26 là còn 21, 22 ngày nữa à, chứ được. Lâu có gì? Vậy được rồi. Thì, được. Thì anh làm có 3 tuần nữa đó. Ừ, được. Ừ. Ừ. Có 3 tuần nữa mình gắn tính góp tiền nhiều nhiều đi. Ừ. Rồi lên trển thì coi mua quà mua gì tặng cho mấy đứa nhỏ. Ừ. Nhiều khi cũng cha con cũng xa cách mấy năm rồi anh Khanh? 16 năm. 16 năm là không gặp mặt luôn đúng không? Không gặp. Thì bây giờ nếu mà có lên thì chắc cái tình thương cha con chắc cũng không có được sâu đậm đâu. Giảm bớt hả? Ừ, tại vì 16 năm lâu quá. Thì bây giờ mình phải làm sao, mình phải là mình một người chồng, một người cha. Thì nói chung là anh với chị thì duyên số, duyên tình của anh chị thì là em không có biết được, phải không? Không biết chị còn thương anh hay không là do anh chị thôi. Còn về vấn đề là tình nghĩa như là cha con á, thì anh là người cha anh phải có trách nhiệm. Hồi đó thì anh như thế nào thì em không biết. Nhưng mà bây giờ thì anh cũng có công ăn việc làm, anh cũng có đồng tiền rồi, thì mình phải cố gắng mình dành dụm, mình xài ít nhín lại để mình lên thăm con, mình có phần quà cho nó để bồi đắp tình cha con, đúng không? Ừ. Cái gì cho nó hợp lý êm đềm vô. Đúng rồi. Rồi thì cũng một lần nữa đi, thì cô Lucy đã giúp anh rất là nhiều, thì anh cảm ơn cho cô Lucy, cảm ơn cô Lucy, tự anh cảm ơn, mai mốt anh tự cảm ơn cô Lucy nghe em chị nhắc.
ở có cô Lucy giúp đỡ anh tự cảm ơn ơn chứ đừng có bao giờ kêu em mà phải nói anh mới cảm ơn nghe chưa. Rồi. Phải biết ơn nghĩa người ta giúp mình á. Rồi. Cảm ơn cô Lucy đã lo lắng cho con trong thời gian qua. Cảm ơn cô nhiều. Rồi chúc sức khỏe cô luôn. Rồi giàu sức khỏe. Rồi thì thôi cũng để cho anh Khanh cơm nước rồi cô chú anh chị, thì anh Khanh đi làm mới làm về đó. Thì Cường cũng xin khép video tại đây. Rồi chào khán giả, chào cô chú anh chị đi. Chào cô chú anh chị khán giả.